Thương Tín livestream đối chất nói rõ chuyện Trịnh Kim Chi, tối ngày 25 tháng 12, diễn viên Thương Tín tiếp tục livestream thể hiện sự bức xúc việc nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi và khẳng định sẵn sàng đối chất. Những ngày qua cư dân mạng xôn xao chuyện tố cáo của diễn viên Thương Tín với nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi vì cho rằng cô nhập nhằng chuyện tiền bạc do nhà hảo tâm tặng ông. Theo đó diễn viên Thương Tín cho rằng ông chỉ nhận được 130 triệu đồng chứ không phải 800 triệu đồng như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi và tuyên bố mời công an vào cuộc nữ nghệ sĩ cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ khoản tiền này. Tối qua 25 tháng 12, trong live stream dài hơn một tiếng, nhạc sĩ Tô Hiếu đã đến gặp Thương Tín làm rõ mọi chuyện. Cụ thể, về việc mất liên lạc sau khi liên tiếng tố cáo, nghệ sĩ Tú Trịnh Kim Chi nhập nhằng tiền bạc, diễn viên Thương Tín khẳng định đã đổi số mới, vì thời gian gần đây, tôi đi đâu cũng có cảm giác có người đang theo dõi mình. Nhiều lúc số điện thoại có quá nhiều người biết, họ gắn định vị hay giám sát gì đó tôi đâu biết. Nhận thấy không an toàn nên tôi đã đổi số liên quan đến số tiền 800 triệu đồng gây tranh cãi, Thương Tín khẳng định chị Kim Chi đang đổ oan cho mình vì bản thân chỉ lấy đúng 130 triệu. Trong đó ông đã chi 80 triệu để sửa chiếc xe do người bạn tặng. Số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, vợ chồng nam tài tử đã mua căn nhà cấp 4 ở quê giá 170 triệu đồng. Riêng khoản tiền 242 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mà Trịnh Kim Chi mới bàn giao là số tiền tính riêng không liên quan về việc vì sao cho rằng chị Kim Chi loan tin bản thân đã sử dụng hoang phí 800 triệu đồng của nhà hào tâm, diễn viên Thương Tín nói: "Tôi nghe vợ tôi nói rằng cộng đồng mạng nói chị Kim Chi bảo tôi đã tiêu xài hết 800 triệu, nhưng thực chất tôi chỉ lấy từ cô ấy 130 triệu thôi." Cuối cùng về tiền bảo hiểm của con gái, Thương Tín nói: "Chị Kim Chi không giữ đúng lời hứa, thậm chí còn gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi." Chị Kim Chi hứa với cộng đồng mạng là mua bảo hiểm cho con gái tôi, đóng nguyên một lúc chứ không phải hàng năm. Cứ nghĩ chị Kim Chi đã đóng rồi, hỏi thì cũng bảo làm rồi, nhưng sau này khi vợ tôi nghi ngờ có chuyện mờ ám, hỏi biên lai đâu thì lòi ra không có. Khi tôi đưa ra luật sư, họ nói hợp đồng này không có giá trị, vấn đề là Kim Chi đóng tiền mới là thực tế, còn hợp đồng làm 30 cái cũng được. Tiền Kim Chi lấy ra đóng tới nay cũng gần một năm rồi, khi vợ tôi hỏi biên lai đâu thì cô ấy bắt đầu ú ớ, rồi nói là chưa mua, tiền ở ngân hàng khác để mà lấy lời. Mãi sau chị Kim Chi mới làm, động cơ là để đối phó với tôi. Mới đây mới đóng bảo hiểm thôi, đóng bảo hiểm 22 đến 26 triệu một năm mà đang khổ như thế đóng một lần mấy chục triệu làm cái gì, phí, bây giờ đang khổ thì cứ xoay sở đi chứ, tự dưng đưa hết tiền Kim Chi đóng bảo hiểm làm gì. Cuối cùng, thương tín khẳng định sẽ đối chất cùng nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, đồng thời sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc, sao kê các khoản tiền, nếu nữ nghệ sĩ từ chối đối chất